ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy." Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Kính chào ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 5. Chúng ta cách đặc biệt ngước nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria mẹ của chúng ta để bày tỏ lòng yêu mến mẹ và xác tín vào tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua sự chuyển cầu che chở của mẹ Maria. Thưa ông bà và anh chị em, ở quê của tôi, ở địa phận Phát Diệm, vào tháng này đều đọc một cuốn sách gọi là Tháng Đức Bà. Và sau mỗi phần suy niệm về các nhân đức của Đức Mẹ thì có một phần gọi là Thánh Tích. Và trong phần Thánh Tích đó, nghĩa là cái câu chuyện, cái tích mà Đức Mẹ đã che chở, đã gìn giữ con người ta. Thế có một câu chuyện trong cuốn sách Đức Bà, phần Thánh Tích kể lại rằng vào năm 1100 tại nước Đức, có một gia đình giàu có sinh được một cậu con trai và đặt tên là Hetman. Cậu Hetman này sinh ra ốm đau bệnh tật, trí não chậm phát triển, hình hài xấu xí, mắt lệch, tay thì cong keo, chân thì thọt. Và gia đình buồn lắm. Khi cậu đến 10, 12 tuổi thì mượn một thầy dòng về để dạy lẽ đạo cho cậu. Thấy cậu buồn sầu vì vẻ bề ngoài xấu xí của mình và cũng chậm phát triển, chậm nhớ, thì thầy dòng khuyên cậu Hetman chạy đến với Đức Mẹ, chạy đến kêu cầu với Đức Mẹ để Đức Mẹ gìn giữ chở che. Và quả thật, cậu cũng có lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Đến khoảng năm 16 tuổi, có một lần cậu buồn sầu quá đỗi vì vẻ bề ngoài xấu xí và chậm phát triển của mình. Cậu Hetman đứng dưới chân tượng Đức Mẹ và thưa lên với Đức Mẹ: "Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy mẹ, chúng con cháu Eva, ở chốn cách đầy kêu lên cùng bà. Chúng con ở nơi khốn khó, than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi, bà là Chúa bầu chúng con. Xin ghé mặt thương xem chúng con, đến sau cõi đầy, xin cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy mẹ Maria." Thương bà và anh chị em, đó chính là kinh lạy Nữ Vương mà chúng ta đọc hàng ngày. Cậu thưa lên với Đức Mẹ như vậy và Đức Mẹ đã làm phép lạ nơi cậu. Đức Mẹ nói với cậu:
con muốn xin khỏi bệnh phần xác hay con muốn xin ơn khôn ngoan? Cậu ngẫm nghĩ và xin được ơn khôn ngoan, chứ không phải là xin khỏi bệnh phần xác, mặc dầu cậu đã rất là đau đớn, khổ sở vì cái thể xác bề ngoài của mình xấu xí đó. Nhưng Đức Mẹ đã làm phép lạ ban cho cậu ơn khôn ngoan, và không những thế còn chữa lành cả thể xác của cậu. Và sau đó, khi được ơn Đức Mẹ, cậu đã xin vào dòng tu, trở nên một tu sĩ. Và thưa ông bà và anh chị em, kinh lạy nữ vương ấy đã được vị tu sĩ Hetman đặt để phổ biến cho mọi người cùng đọc. Đó là ý nguồn gốc của kinh lạy nữ vương mà chúng ta đọc hàng ngày. Qua câu chuyện về nguồn gốc kinh lạy nữ vương này, thưa ông bà và anh chị em, cho chúng ta thấy khi chúng ta kêu cầu danh của mẹ Maria và thưa lên với mẹ, lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy thân lạy mẹ. Chúng ta cũng hãy đặt sự tin tưởng phó thác của mỗi người chúng ta trong bàn tay yêu dấu của mẹ. Mẹ sẽ giữ gìn, chở che chúng ta. Chúng ta bày tỏ lòng yêu mến mẹ qua việc lần chuỗi mân côi, qua việc đọc các kinh về Đức Mẹ, qua việc chúng ta tham dự việc dâng hoa, việc rước kiệu. Tất cả những điều đó bày tỏ một cách chân thành lòng yêu mến của chúng ta với mẹ. Chắc chắn mẹ Maria sẽ rất vui mừng, rất là quý nơi sự chân thành, việc bày tỏ của mỗi người chúng ta lòng yêu mến mẹ như vậy. Ngày hôm nay chúng ta xin mẹ Maria cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta, để chúng ta biết chạy đến với mẹ. Đừng bao giờ bỏ lòng yêu mến Đức Mẹ. Hãy bám lấy mẹ, mẹ sẽ dắt chúng ta và mẹ sẽ cứu vớt mỗi người chúng ta, dẫn chúng ta đến với con yêu quý của mẹ là nguồn ơn cứu độ, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Xin hết lòng cảm ơn ông bà và anh chị em, và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau.